vui tính á. Vui có duyên lắm á. Vui tính có duyên lắm luôn á. Sửa điện mà nhiều đó, sửa điện nhiều cũng có đôi khi nó dễ thương. Hồi trước có té từ cái nhà xuống á. Có nữa hả? Có chứ, tại leo lên cầu thang rồi mình đắt lộn cầu dao á. Giùm cây, té xuống giùm, giùm cây, té xuống giùm cây. Topan kiến tạo chuẩn mực. Mời em trai. Xin chào anh Linh ạ. Chào em. Chào chị Vân ạ. Em chào bạn gái bên kia và chào mọi người ở đây trường quay. Em tên là Mai Vũ Trương. Em hiện tại đang làm kỹ sư điện ở khu công nghiệp Amata. Hiện tại em đang sinh sống ở Biên Hòa. Dạ, năm nay em 28 tuổi. Còn em? Dạ, con chào chủ Quyền Linh. Chào cô Hồng Vân, chào toàn thể khán giả và chào bạn bên cạnh. Con tên là Phan Thị Tú Uyên, hiện tại là năm nay 26 tuổi, đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Đang làm marketing và sale tại Bảo Lộc ạ. Mảng gì? Dạ, bất động sản. Rồi, đàn trai hãy nói một chút xíu ưu điểm và khuyết điểm cho đàn gái biết đi. Thì ưu điểm của mình là hiền lành, sống rất là tốt với bạn bè. Mình hay nói chuyện, mình chia sẻ, làm cho bạn mình vui. Dạ. Em đây là em thích cái hoạt động bên ngoài, đi du lịch. Hoặc là thích nuôi chó, chơi với chó. Và có hoạt hình Doraemon được. Trời ơi, tâm hồn trẻ thơ quá ha. Dạ đúng rồi. Có điểm yếu gì không? Dạ có, ít nói. Dạ, cũng sống nội tâm, hơi nhát. Mấy năm về trước thôi thì năm nay cũng đỡ nhát rồi. Giờ ngồi đây là cũng bớt nhát rồi đó. Dạ đúng rồi. Còn mình nè, nói về cái là điểm mạnh, điểm yếu của mình nè. Điểm mạnh của con thì con là một người hoạt bát, gọi là một người sống hướng ngoại, thích đi đây đi đó và có thể độc lập tự chủ trong cuộc sống của mình. Điểm yếu thì nhiều một chút, hơi nóng tính. Nấu ăn thì không có giỏi cái khoản nấu ăn lắm. Con thường là đi du lịch vào những lúc rảnh. Dạ, đi cùng bạn bè hoặc là tự đi. Ngoài ra thì con còn nuôi chó, chụp ảnh nữa. Nuôi chó nhiều không? Dạ, con có một bạn. Tên gì? Dạ, tên Dương. Ủa, tên con người luôn hả trời? Dạ. Dương đó nó có liên quan gì tới cái cuộc đời sự nghiệp của con không? Dạ, Dương là trong tiếng Trung là nó là mặt trời. Thiệt không? Đừng nói là tên người yêu cũ nha. Ghét quá, hận quá, đặt tên chó luôn. Rồi thôi, sẵn mình nói về tình yêu nè. Mấy mối tình rồi nè. Khai luôn tên người yêu là gì luôn nha. Dạ, con tổng cộng thì có khoảng 3 mối tình chính thức. Một mối tình là từ thời năm nhất đại học. Nói chung là 3 mối tình của con là đều gặp ở đi từ thiện hết. Tất cả là đều đi từ thiện. Bắt đầu tên gì? Dạ, nói thôi đi. Nói quá đi. Khứ rồi cô Hồng Vân. Lý do tụi con chia tay là gì? Lý do hả? Ví dụ như là yêu xa chẳng hạn. Rồi bây giờ sao đây? Cái này cũng xa xôi à nha. Đi dễ mà, cao tốc đi cái ào tới rồi. Mình có mấy mối tình rồi? Thiệt ra thì mình đếm trên đầu ngón tay chắc cũng không, chắc cũng không hết. Đúng rồi, hồi nhỏ thôi. Bây giờ từ cấp 3 chính thức có một mối tình, lớp 12. Mình trải qua được 3 mối tình sâu đậm. Nhưng mà tất cả hồi đó giờ chắc phải chừng mấy mối thôi. Dữ vậy trời. Tại chắc hiền nhát nên người ta thích. Mấy mối luôn à? Mười mấy mối. Mười mấy mối tình gian dở lận á hả? Trời ơi, 19 lần gian dở, chào cưng. Đâu lâu đến 19 thì mấy chục cái lên đênh hay câu nói của ông bà mình. Nhưng mà thực sự là mười mấy. Dạ, thật sự là 13. Trời ơi, số này đẹp mà. Lý do chia tay vậy? Tuổi trẻ hồi xưa là chưa trải sự đời á. Phe ta bỏ hay là phe địch bỏ? Có mấy lần là mình bỏ, hầu như là người ta bỏ. Bỏ riết dạ, rụng tóc. Bỏ dẹn lên tay em tìm mất hai. Đâu hồi xưa em cũng nhiều tóc lắm chứ. Nhưng mà mình hận thằng hóc tóc á. Hôm đó mình buồn quá, mình đi cạo. Ông nó cạo xong rồi chị. Đúng rồi, từ đó là em không mọc tóc nữa. À dạ. Yeah. Ôi tội nghiệp không? Yeah. Cũng như tình yêu mà tóc nó vậy đó. Không, thực ra bạn này nếu bạn để thì tóc vẫn nhiều mà. Rồi nói nghe nè, bây giờ cái cô gái này có ở Túc Lâm Đồng thì em có ngại yêu xa không vậy? Nếu mà yêu xa mà nói chuyện lại bình thường thì cũng không sao đâu chị. Em phóng lên vực Lâm Đồng thì cũng gần, tầm 2 tiếng. Tùy theo chạy thôi, 2 tiếng chắc công an phạt hơi nhiều. Dạ đúng rồi. Bây giờ này em mong muốn cái người bạn bên đây á, là phải như thế nào? Thật ra thì con người em cũng thoải mái. Bạn gái mình chỉ cần là hiền. Lâu lâu mà có cá tính thì một xíu mình biết uống bia, biết nhậu nhẹt một xíu cũng được. Có hình xăm cũng được. Tôn trọng cái gia đình mình. Rồi nhậu nhẹt chút cũng ok. Nhậu càng được càng tốt. Nhiều khi lấy về thì hai chồng cũng mua một thùng bia để ở tủ lạnh á. Thì mình buồn hai chồng ra uống. Giống như bạn em cũng vậy á. Không, cái đó là cái thú vui của rất nhiều cặp vợ chồng nha. Hai chồng nhậu với nhau thôi, không có nhậu với ai trơn á. Vậy hai chồng chơi nhau suốt luôn đi, đừng chơi ai nữa. Em có sợ con gái ghen không? Ghen thì em không sợ, chỉ sợ nhắc lại người yêu cũ thôi. Rồi em có nhắc không?
Không, em không bao giờ để ý đến người cũ. Bây giờ em đâu còn nhớ người nào để em nhắc đâu. Nhiều quá mà đâu có nhớ nổi mà nhắc. Mình nhớ cũng không muốn nhắc. Dạ chào chú. Chào cô gái. Dạ. Con nãy vừa nghe chàng trai nói chuyện thì con cảm nhận như thế nào? Con cũng không biết nói sao luôn á. Anh vui tính á. Vui có duyên. Ủa lắm á. Dạ. Vui tính. Có duyên lắm luôn á. Dạ, anh sửa điện mà nhiều đó, sửa điện nhiều cũng có đôi khi nó dễ thương. Hồi trước con té từ cái nhà xuống á. Có nữa hả? Có chứ, tại leo lên cầu thang là mình đắc lộn cầu dao á. Giật cây, té xuống gùm, giật cây, té xuống gùm cây. Đó, nó vậy đó. Cũng có té một lần nữa. Con không thích điều gì đàn ông nhất? Nếu mà về ngoại hình thì con không thích một người hôi. Tại chẳng qua cái tâm sinh lý nó hôi sẵn rồi sao? Hôi. Cái vụ này chú không biết nha. Nó vô tình thôi, nó cũng vô tình té, vô tình rụng thôi con. Rồi gì nữa? Nóng tính, gia trưởng. Người đàn ông vậy chắc tơi tả quá. Gì đâu hói rồi. Nóng tính rồi. Đủ thứ cho. Chú nghĩ không có người nào gom nguyên tụ vậy đâu. À, không biết chăm lo cho gia đình. Là một người quá hướng ngoại cũng không tốt. À, từ từ con chú. Còn nữa hả? Dạ, không thích sao muối. Ờ, sao ngộ ta giống cô á. Thích vừa ôm thôi chú. Nói chung đừng có muối nào luôn. Nó cứ bình thường đó, giống như Linh vậy đó, cứ bình thường. À, đúng rồi vậy như mà. Không. Chú cũng có tập gym á con? Dạ, chắc tập được một ngày rồi nghỉ. Là em gái đưa ra những cái điều không thích á, em có vướng vô điều nào không? Dạ không. Thế có đó. À không. Hồi em có tóc. Hồi hồi. Phải hả? Không đâu, không hồi đâu. Ít tóc, ít tóc. Tức là có cái hình mẫu lý tưởng nào ngoài đời mà có thiệt không? Ví dụ như là Barack Obama vậy á, cô Hồng Loan. Cao to và họ là một người vừa là người của công việc vừa là người của gia đình luôn. Không đen cũng được mà đen cũng được. Bên kia thích mẫu hình Obama. Em thích mẫu hình như ai? Nhưng lại vợ của Obama. Kỳ. Vợ Obama. Có duyên ghê không? Hai đứa này nó biết lựa ghê á. Hai đứa tự cảm nhận chứ chú thấy cũng chưa giống gì hết. Để hỏi người thân đã. Hôm nay con đi với ai? Dạ con đi với gia đình, với má, với cậu, anh và bạn bè của con. Xin chào MC Hồng Vân, MC Quỳnh Linh. Chào và chàng trai bên này. Mình là cậu của Tú Uyên. Cậu nghĩ là chàng trai bên này cũng được, có nhiều cái cũng phù hợp với con. Với lại hỏi chàng trai bên này tí nữa là con kỹ sư điện là học ở trường nào vậy? Dạ, đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì cùng ngành với cậu. Dạ, dạ. Cũng rất là cậu là hồi xưa là bách khoa lâu lắm rồi. Thôi hai đứa thì đến đây là cũng nên cho một cơ hội để mà mình tìm hiểu xa hơn. Trời ơi, em đi với ai? Dạ em đi với bạn. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân và tất cả mọi người ở trường quay ạ. Em là bạn của Trương. Nhận xét về Trương thì cũng tính tình rất là vui vẻ ạ. Bạn gái thì cũng nói chuyện thấy cũng hợp với bạn Trương ạ. Nhưng mà tại sao 13 người mà không vô người nào vậy? Bạn nhát lắm. Trời ơi nó nhát. Ủa, quá. Vậy đó hả? Thôi được, hai đứa này nó quen nhau vui lắm nè. Cảm ơn em trai, giờ mở rào đi. Ừ. Mở rào. Đó. Hai đứa tâm sự đi. Coi hai vợ chồng Obama không biết xem chương trình này không? À, mình chào bạn. Chào bạn, mình có món quà của bạn. Trong này có một lá thư á. À, ở đây thì em có mang tới một món quà bao gồm một bức thư và một cái tấm thiệp đi đến Bảo Lộc. Bạn cứ đưa tới Bảo Lộc đi rồi mình sẽ làm hướng dẫn viên du lịch, đưa bạn đi khắp nơi. Đọc đi, đọc thư đi con. Wow, chào cậu. Người bạn ngồi kế bên, tớ là Uyên, một cô gái khá bướng bỉnh, bánh bèo, màu mè, hoa lá, nhưng cũng là một cô gái khá bản lĩnh, tự cường. Tớ đã trải qua nhiều lần yêu và được yêu, vì vậy tớ hiểu thế nào là sự trân trọng. Tớ chỉ một câu gửi đến bạn, nếu bận quá thì bạn đừng nữa, thì đừng, bạn đừng yêu. Thôi được rồi. Dạ. Đoạn cuối coi. Dạ, đoạn cuối. Đừng quan tâm, tớ đừng quan niệm cái gì là của mình sẽ lại là của mình. Nó chỉ đứng ở một nửa thôi. Người ta yêu mình thì người ta sẽ không dễ dàng rời đi. Nhưng mà nếu như không trân trọng, không sẽ chia, không quan tâm thì cậu à, có yêu cầu đến đâu người ta cũng đưa để đi thôi. Mong sẽ có những ngày hạnh phúc bên cậu. Dạ hết rồi. Nói tóm lại là cái thư này bé này nó nói gì à? À, nói em... tóm lại là bạn ấy nếu bận bận quá thì đừng yêu. Và yêu một cách phải có trân trọng bạn ấy. À chào bạn. Thì qua bức thư này mình thấy là mình thì không có bận biểu gì nhiều.
Công việc của mình thì có thể là mình đi 3K, 3 kiếp trực. Thì nhưng mà thời gian thấy 3 kiếp trực đó rất là nhiều thời gian dành cho bạn. Mình nghỉ nhiều, mình đi làm lễ Tết mình trực là nhiều lắm. Nhưng mà bất cứ thời gian nào trừ lễ Tết thì mình vẫn ở bên Đạn được. Mình không ngại xa, mình chỉ ngại mình không có lý do mình xuống dưới thôi. Luôn luôn nếu mà bạn cần mình luôn luôn ở kế bên bạn, bất chấp là có mưa hay là sao. Nhưng mà chắc bão lũ ở trên Lâm Đồng mình kẹt xe mình không xuống được. Ok, trừ những ngày Tết và ngày lễ mình đã nói với bạn. Hồi nãy mình có nghe nói là bạn có tới 13 mối tình, chắc cũng chấp nhoáng chấp đi đúng không? 13 mối tình đó là tuổi trẻ chưa xảy từ đời các bạn. Tính là mình có 13 nhưng mà thật ra có 3 mối tình chính xác. Bây giờ mình lớn hơn nhỏ này 2 tuổi, mắc gì mình phải xưng bạn với mình. Dạ. Anh em được khẳng định gọi dạ. Anh coi nè. Giống Obama được phần nào? Giống hết quá. Chắc giống Obama được 10%. 10%. Đúng rồi, mình không có đen như ổng được. Thì mình là một người rất là thích du lịch. Người ta lớn hơn mình phải lịch sự mình gọi là anh. Dạ. Ừ anh em. Em rất là thích đi du lịch cho nên là có thời gian rảnh là em đều sẽ sắp xếp thời gian để chọn một địa điểm để đi du lịch. Thì anh nghĩ anh có thích đi du lịch như vậy không? Vâng, mình thích đi du lịch. Anh thích du lịch. Thích lắm luôn chứ. Nhưng mà không có kể điện tiền thôi. Tiền nhiều khi cũng quan trọng lắm. Đúng rồi, tất nhiên là tiền sẽ quan trọng. Một năm anh có thể đi du lịch đến 60 lần. Em tới em nắm tay cô gái, cảm xúc nãy giờ mình gặp bạn ấy thế nào? Với lại có lấn cấn cái vụ chó tên Dương không thì hỏi luôn nghe. Ừ, em tưởng chó tên Trương hết hồn á. Trời ơi, nắm tay hả? Thì trong mắt tay quá. Lạnh quá. Công việc của anh thì không có bận rộn lắm. Thì anh vẫn đi xuống thăm em bình thường. Hy vọng là em giao cho anh một câu hỏi để tìm hiểu. Dạ, yeah, cho cười. Dạ, em hơi ngại một chút nên em cười. Móng tay làm đẹp chứ nhỉ? Con gái có quyền làm đẹp mà. Không đẹp mà, muốn nói gì đâu. Hai đứa này nó nói mà như không nói á Linh ơi. Có mình ơn tụi nó nghe thôi, không ai nghe được luôn á trời. Thì anh có một cái bài, nhưng mà anh sẽ hát một đoạn cho em nghe. Tại vì anh kết em rồi, nhưng mà em kết em không. Em cứ nhận lời là anh cưới em về làm dâu của má em liền. Mình cưới nhau luôn. Hay là em thích bây giờ? Đáp lại đi nè nữ. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Trên tay anh cầm một đóa hoa tu cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Thôi ạ. À, vẫn không nghe tụi con hát cái gì luôn á. Hai đứa này quen nhau dễ thương lắm á. Một nè, hai nè, ba. Hết thời gian. Có bấm không? Trời ơi, bà làm nhỏ rớt tim luôn vậy đó à. Chính thức là các bạn đã hẹn hò với nhau đó, nắm tay nhau đi. À, nắm vậy thôi. 13 mối tình vẫn yếu lắm. 13 mối tình yếu lắm rồi. Xin phép cho con được hôn má. Dạ, hôm nay con xin phép ạ. Hôn thiệt hả? À, có thể hôn dạ cũng được. Dạ rồi. 13 người mà sao cô thấy con không có một cái thế nào hết trơn là sao vậy? Làm lại cho nó đẹp đẽ coi nè. À, ít ra phải cổ điển chút xíu vậy chứ. Em là sản xuất âm nhạc với lại phòng thu. Wow. Em thích ca hát và em có thể hát bất cứ nơi đâu. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Đã thế nay tình tôi đành thôi, không còn nhớ đến ai. Ấn tượng tiên của em thì hai bạn có chung sở thích rồi. Em nghĩ là hai người match nhau cũng khoảng 70% rồi ạ. Mời nhà trai. Rồi, chạm tay. Trời ơi, dạ, chào quá. Dạ, dạ. Mời em ngồi. À, xin mời nhà gái. Hôm nay hai bạn đã có mặt ở trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, cách cái hàng rào thôi. Mời em trai giới thiệu về mình. Cho em xin gửi lời chào tới anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân và tất cả quý vị khán giả có mặt trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ngày hôm nay ạ. Xin giới thiệu, em tên là Phạm Văn Huy. Phạm Văn Huy. Dạ, quê ở Nam Định ạ. Bao nhiêu tuổi Huy? Dạ em năm nay 30 tuổi. 30 tuổi. Dạ. Huy làm nghề gì? Dạ em là sản xuất âm nhạc với lại phòng thu. Wow, vậy mời đó bạn hả? Nữ. Rồi cưng, em giới thiệu đi.
Dạ, em xin chào hai MC rất là dễ thương của chương trình, anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào cùng em. Toàn thể quý khán giả đã được có mặt ngày hôm nay. Dạ, em tên đầy đủ của em là Huỳnh Thị Diệu Mỹ. Năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em đang là bảo mẫu tiểu học tại trường tiểu học Vinschool Central Park. À, chị rất là thích nghe cái chữ bảo mẫu, tại vì con chị là nó nói về mấy cô bảo mẫu rất là đáng yêu. Mỹ Mỹ là dạy ở quận mấy vậy? Dạ ở Bình Thạnh. Bình Thạnh. Bình Thạnh hả? Dạ. Còn Huy là ở quận mấy? Em ở quận 12 ạ. Quận 12. Dạ. Bình Thạnh ở quận 12 thì cũng không đến nỗi xa lắm ha. Em nói luôn về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình luôn đi. Dạ, điểm mạnh của em là em thích ca hát và em có thể hát bất cứ nơi đâu. Oh. Dạ, sẵn tiện. Em hát bài nào cho nó xôm xôm nữa. Dạ được, dạ được. Để coi nhà sản xuất âm nhạc bên đây coi sao nè. Dạ dạ, vậy sẵn đây em xin tặng bạn Huy và mọi người một ca khúc cũng khá là vui. Bài Người Hãy Quên Em Đi. Dạ em hát bài này không phải là muốn cái thằng bên kia quên em đâu nha. Ok. Dạ. Người hãy quên em đi. Dạ. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Bên kia hát chồng nếu đi. Anh không bài còn gì để vương vấn. Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa. Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa, vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền. Vậy coi như mình kết thúc êm đềm, tình yêu như là gió thoáng qua thêm. Người hãy quên em đi. Yeah. Hay quá, hay quá. Hay quá. Được không? Nhà sản xuất âm nhạc. Dạ, hay dạ. Bạn Huy thấy sao bạn? Huy trên đã cảm thấy là lung túng trong người khi nghe giọng hát. Mai qua phòng thu quảnh luôn. Dạ. Rồi bây giờ em hát đáp lại bên đàn gái coi nào. Em hát bài của anh Ưng Hồng Phúc đi. Tôi không tin nha. Rồi. Tôi không tin đời tôi, có em rồi phải xa em suốt đời. Nắng ấm nơi người xa thật xa, cớ sao lại cho mưa gió nơi này. Tôi không tin tình em, dễ yêu rồi dễ quên nhau mất rồi. Đã thế nay tình tôi đành thôi, không còn nhớ đến ai. Hay quá. Được rồi. Bên kia hát Người Hãy Quên Em Đi. Dạ. Bên đây hát bài Anh Không Tin. Tôi không tin. Đó. Ồ, mà sao? Tôi coi như không tin quá. Là mình hãy quên nhau đi, mà mình phải yêu nhau đi. Dạ, đúng rồi, đúng. Em trai. Dạ. Điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em là ngủ ngáy. Ngủ ngáy. Với lại hơi sợ ma một xíu. Trai mà sợ ma hả? Trời ơi, tôi tính là nói hai người mà có quen nhau rồi đến coi kịch ma bên tôi mà ông nói vậy tôi làm sao tính mời được trời. Tại vì chắc một mình em thì em sợ mà hai người không biết. Cái bữa nào thử nó sao. Đi. Dạ. Mốt mời hai bạn đến sân khấu kịch Hồng Vân. Dạ. Phú Nhuận nha. Dạ dạ. Rồi bây giờ mình nói một chút đường tình duyên bên đàn gái cho đàn trai nghe đi. Đường tình duyên của em nó cũng khá là lận đận. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy sao sông rộng đường dài. Thì không? Chưa yêu ai hả? Dạ. Thực ra thì đối với em lúc trước á, lúc mà em còn học, đi học trong ghế nhà trường thì em tính tình của em rất là đóng. Ừ. Tức là em hơi nội tâm á. Ừ. Em thích cái gì, em thích hát nhưng mà em rất là nhát. Rồi khi mà em ví dụ em có tình cảm, em thích một bạn nào đó thì em lại không có dám nói ra. Ừ. Thì sau khi mà em đi làm, em ra trường em đi làm thì tự nhiên em phát triển lên, em muốn thay đổi con người em tự tin lên. Thì tự nhiên là nó bị khập khiễng đó chị. Khập khiễng lúc trước là mình không thổ lộ. Quá khép kín. Dạ, bây giờ là rồi. Mình lại open quá. Mình open quá xong là over luôn. Đi over, over đúng không? Luôn. Em đi thể hiện tình cảm của mình cho những người mà em thích. Em có tình cảm hoặc là em nghĩ là người ta có tình cảm với em. Thế là em cứ thể hiện quá trời luôn. Và cuối cùng thì không có thành công được. Không thành công. Dạ, luôn. Đúng rồi. Mà nói tóm lại là cái bài đó cực kỳ hợp với em. Chưa một lần yêu ai. Dạ. Nhìn về thôi tương nhìn lai. Tức là nhìn về tương lai đó mà. Chưa yêu ai đúng không? Chào em. Dạ chào chị. Trẻ măng trẻ mẳng vậy luôn á hả trời. U30 rồi chị. U30. U30 rồi. Dạ. Hả? Trẻ lắm em ơi. 30 tuổi mà trẻ em măng trẻ mẳng. Em có mấy mối tình nói hết. Cho chị Vân nghe đi. Em thì chính thức là có hai mối tình. Một mối tình thì ngày xưa bố mẹ em ở ngoài quê á. Về quê xong rồi nhà bác á có đám cưới.
Thì đêm đó em tới đó em hát một bài xong rồi tự nhiên quen luôn nhưng mà cái tình yêu nó hơi bị xa, tại vì ít gặp lắm, một năm gặp khoảng mấy lần thôi, tại vì bạn nó đang ngoài Hà Nội mà em lại ở trong nói chung này. Là yêu xa đúng không? Dạ đúng rồi, yêu xa. Và mối tình thứ hai vậy cũng yêu xa, cuối cùng là chia tay hết. Dạ, cả hai mối tình rồi. Là chỉ vì yêu xa đúng không? Dạ đúng rồi, mối tình này gần nè. Bây giờ em muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ thì một cô bạn tính tình hơi hiền chút. Hiền? Dạ, hiểu chuyện chút xíu rồi. Bây giờ chị nói cho em nghe này, cái người bạn gái bên đây có những đặc điểm như sau: 29 tuổi mà chưa một lần yêu ai, tinh khôi nghe. Dạ. Và có một cái nét gì đó của chị bóng hồi trẻ. À, có tuyệt vời đấy. Hơn như thế nữa thì em sẽ tự tìm hiểu. Dạ. Còn bây giờ tôi xin mời ông. Bóng hả? Bóng bằng bàn. Ừ, bóng. Lên ăn cơm vàng, đó, cơm em bạc cười người ta. Đó, cảm gái. Cũng có đang khẩn chút chứ. Thì y chang bóng hồi đó mà lại. Em không thích điều gì ở đàn ông? Dạ, em nói cái điều em thích ra nha. Em thích một người đàn ông, Người đàn ông. Đàn ông. Phải bản lĩnh đàn ông, mình phải ga lăng. Và đối nhân xử thế em thích cái chỗ đó nhất. Mình đối nhân xử thế với mọi người xung quanh và phải vui vẻ. Em thích một người đàn ông vui vẻ nè, hài hước nè. Dạ, rồi không cần phải có tài lẻ gì nhiều đâu. Và cao đó anh, em thích cao. Cao. Cao hơn em. Bạn rồi bên không đó. Thích điều dễ đàn ông. Em đến 55. Dạ, không sạch sẽ. Không sạch sẽ. Dạ, em thích một người phải nói là mình bên ngoài mình phải biết chỉnh chu, mình gọn gàng, mình sạch sẽ. Tại vì em ở nhà em là em hay làm việc nhà, là em nhà em nằm sạch sẽ vô. Bây giờ cho người thân góp ý kiến đi rồi. Đúng mở rồi. Rào ra nha. Đúng rồi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chị bạn thân của em. Em xin chào anh Hiền Linh và chào chị Hồng Vân ạ. Chào em. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Thanh ạ. Em là bạn của Mỹ ạ. Em thấy bạn trai này có hợp với Mỹ không? Ấn tượng tiên của em thì hai bạn có chung sở thích rồi à. Em nghĩ là hai người match nhau cũng khoảng 70% rồi ạ. 70% trở lên là ok rồi. Dạ. Mỹ ơi, bạn này được đó. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Huy đi với ai Huy? Dạ em đi cùng với người anh trai. Anh trai đồng nghiệp, hả? Đồng nghiệp. À, lần đầu tiên xin cho em gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh với lại chị Hồng Vân ạ. Theo em thì bạn nữ này cũng khá xinh, nói chuyện rất là hoạt bát. À, và nhất là cũng có cái sở thích là ca hát chung với lại Huy. Cho nên em nghĩ là hai người cũng khá là tương xứng với nhau. Rồi, bây giờ thì mình mở rào cho hai bên gặp mặt để họ tự trao đổi với nhau nha. Mở rào. Hồi hộp hả Linh? Hồi hộp hả? Có gì đâu hồi hộp. Coi như mình mời bạn gái vô phòng thu âm vậy thôi. Ha. Bắt đầu đi Huy. Ủa? Chào anh có cái bông hoa tặng cho em. Dạ. Anh tự làm. Dạ anh tự làm. Cho vui. Mở ra đi cái gì vậy cưng? Tặng gì ạ? Cái bông hoa em tự làm. Ờ nhưng mà ý nghĩa em nói ý nghĩa về món quà của mình đi. Dạ cái bông hoa này thì em tự đặt tên như là bông hoa tỏ tình. Bông hoa tỏ tình hả? Dạ tại vì em tự làm mà. À. Dạ. Đó là đơn giản thôi chứ. Dạ. Hy vọng em sẽ thích. Dạ em thích. Dạ em thích. Rồi em mở quà của bạn nữ đi cưng. Huy. Ừ, mở quà. Dạ, từ từ nhanh Huy, cái chừng bất ngờ đó anh. Trời ơi, quả trứng. Dạ. Được nhanh rất. Gì ta? Dạ, cho em đọc nha. Rồi rồi, đố anh luôn á, cái này là một tên một bài hát anh. À, rất vui được gặp nhau à. Còn cái bài hát này là bài hát gì của ai ta? Dạ, dạ. Em thuộc bài này không? Dạ, em sẽ hát tặng anh luôn. Cảm ơn em. Ủa tại sao tặng trứng là rất vui gặp nhau là sao? Dạ đây là cái món ăn mà gần đây em rất là thường ăn. À. Và cái này là cái món ăn mà thường nhật giản dị. Thế nó à? Ít dầu mỡ và nó tốt cho sức khỏe. Yeah. Ý nghĩa đó là ngon, bổ, rẻ. Em cũng rất thích trứng luôn. Vì anh có muốn nghe bài hát không? Có, em hát thử cho anh nghe khúc. Ta nhận ra nhau trước khi gặp nhau, tựa như trong tiềm thức đã từng mơ như thế. Anh và em những gương mặt xa lạ, đến với nhau bằng tâm hồn thân quen. Hay quá quý vị ơi. Ánh mắt đó chạm nhau, bối rối cứ thật lâu, để khoảnh khắc này mãi đậm sâu. Rất vui được gặp nhau, dù ngày sau ai biết sẽ đi về đâu, chỉ cần ta khẽ nói với nhau một câu,
trước khi mọi thứ bắt đầu. Rất vui được gặp nhau. Yes. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và chắc là tôi xin được tặng cho bạn một chút xíu âm nhạc được không ạ? Dạ được, dạ được. Bài này bạn ấy nghĩ là nó rất là ý nghĩa luôn. Tại vì khi mà anh đi tới chương trình này là anh đã chuẩn bị rất là kỹ. Anh trân trọng điều đó à. Về bên nhau ta xây mơ ước yêu nhau dài lâu. Cố quên ưu phiền trọn đời ta sống cho tình thêm nồng. Quên cuộc đời dối trá, lòng người phôi pha. Tình ta còn lâu bên mãi trong cơn mộng say. Về bên nhau ta say mơ ước yêu nhau dài lâu. Nắm tay vui cười nguyện đời ta sống cho tình thêm nồng. Sẽ không còn buồn chán ngát, đường tình thênh thang. Và ta sẽ yêu nồng cháy quên đi ngày mai. Giấc mơ một cuộc tình. Wow. Hai bạn này gặp nhau cứ hát mãi rồi yêu nhau thôi, khỏi cần nói gì cả. Cần nói chuyện. Âm nhạc nó sẽ kết nối hai trái tim lại với nhau. Rồi thôi mình ngồi ghế mình tâm sự đi. Mình cảm nhận về nhau đi. Anh có muốn hỏi em câu gì không? Muốn hỏi em là em khó tính không? Theo như mới gặp vậy thì anh có thấy em khó tính không? Mới gặp thì không khó. Cũng không dễ khó thương à? Đúng rồi, dạ. Cái ấn tượng đầu tiên anh nhìn là khi mà gặp anh á, em nở cái nụ cười mà chỉ làm cho mình nó bị sao xuyến luôn. Dạ. Thì đó thì nghĩa là em cũng theo anh là nhìn em là em khó tính. Còn em... còn em nhìn anh sao? Thôi trả lời câu hỏi của anh trước. Ừ. Dạ, em là một người rất là dễ tiếp cận. Dạ. Rất dễ tiếp cận nhưng mà khó chinh phục nha. Dạ. Dạ. Vậy theo anh Huy thì quan điểm của anh về tình yêu là như thế nào? Quan điểm của anh về tình yêu thì chỉ là hai người có cảm thấy hai con tim cùng một nhịp đập. Hai con tim cùng nhịp đập hả anh? Ờ, nghĩa là hai người cùng cảm nhịp với nhau á, à, cùng cảm xúc với nhau. Dạ. Sẽ đi tiếp cái chặng đường của mình sắp tới. Dạ. Nghe có qua có vẻ nó hơi sến anh ha. Đúng nhưng rồi. Mà sến nhưng mà thiệt. Nhưng mà nó thật. Em thích cái gì đó sến mà thiệt á anh. Dạ. Các bạn đã có dự định là kết hôn chưa? Em đã cái tuổi này là đã suy nghĩ đến chuyện lập gia đình chưa hay là chỉ là yêu thôi? Ba mẹ của em và các bác ngồi quê á. Tại vì gia đình em đã chuyển vô đây từ bé rồi. Nên vô đây thì em sống thì tới 30 tuổi vẫn chưa có. Nên các bác ở ngoài quê hơi bị hoang mang. Với lại bố mẹ cũng vậy, cứ hối xong em lấy vợ đi. Tại vì nhà có hai anh em á. Nên mẹ cứ kêu là xong lấy vợ đi, thằng em mày lấy trước. Dạ. Còn về cái quan niệm mình hôn nhân thì có thể là... Mình chắc luôn đi, đừng có thể anh. Rồi chắc hả? Hôn nhân thì trong khoảng... 6 tháng đổ lại, trong thời gian đó mình sẽ tìm hiểu nhau, nó sẽ ok hơn để hiểu với tính cách nhau sẽ. Dạ, tức là anh chuẩn bị về điều kiện, cơ sở vật chất đồ đó là ok hết rồi ha. Ok, thì chắc chắn là bằng mọi giá phải có điều kiện để cưới em chứ. Mình tìm hiểu nhau khoảng 1 năm, 1 năm rưỡi thì có thể tiến đến hôn nhân là đẹp đó anh. Đúng rồi, anh nghĩ các bạn, quan trọng là em có bấm nút không. Để tối nay em về em trả lời mail anh biết liền. Ồ, vậy hả? Bây giờ sao ta? Em hãy tiến tới và nói với bạn gái một câu gì đó, suy nghĩ điều gì trong lòng của mình để chúng ta có thể tiến hành bấm nút. Vậy thôi. Đôi khi anh vô tình anh được đứng trước mấy ngàn khán giả là anh không run. Nhưng mà anh gặp em anh rất là run. Chắc là anh đã có cảm xúc thật sự với em. Và nên lát chúng ta, anh rất mong em bấm chuông để chúng ta có một những ngày tháng tìm hiểu ra. Vậy ha. Rất chân thành. Rồi. Mọi người chúng ta sẽ đưa ra quan điểm của mình bằng nút bấm. Nút đâu? Bên trái anh. Bên trái đây. Đó, rối rồi, rối không tìm ra được cái thế để bấm rồi. Chúng ta hãy lắng lại 30 giây cảm nhận xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu phải, chúng ta bấm nút. Và khi bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Nếu cảm nhận không phải, không cần bấm. Hãy đưa ra quyết định của mình, nhìn về phía trước. Nhìn phía trước anh. 1 2 Bấm trước luôn rồi. 3 Hết thời gian. Rồi, hãy nắm tay nhau đi. Cho anh nắm nhẹ. Rối kìa trời ơi, ống rung thiệt kìa trời ạ. Ôi, tay sao lạnh như vậy trời. Này, bạn gái là chủ động hết đấy. Thôi, bây giờ thì bạn trai có điều gì muốn nói với lại gia đình bạn gái hay không? Sau đó thì xin phép được
hôn thứ hôn đầu tiên ở má của bạn gái. Hôm nay chúng con đã bấm bấm chuông rồi. Không có chuông, ở đây không phải lan và điệp nút, mà bấm nút, nút, nút. Chúng con đã bấm nút rồi thì trái tim cũng đã nổi đỏ rồi, thì xin phép hai bác cho con hôn hôn chán nhẹ của em cái cho hôn đúng. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Makano thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màn lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Makano sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kềm trị giá 13.800.000 đồng. Makano phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa, gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu từ Thái Lan, bảo hành đổi mới năm đầu tổng giá trị 7.000.000 đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Hạnh phúc là phải từ cả hai chăm sóc cho nhau từng phút giây. Cửa nhôm Topan, đồng bộ, kín nước, chống ồn. Max Hair cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Hồng Vân và Quỳnh Linh kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau vào khung giờ quen thuộc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò và sự tài trợ của nhãn hàng Max Hair viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc. Sản phẩm có mặt trên thị trường 10 năm qua, Max Hair cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin mời quý vị, chúng ta hãy gặp gỡ ngay và liền cặp đôi đầu tiên. Trời quê ta hát vang lên với ba không, hát ngọc trời gạo chuẩn, hát ngọc trời gạo chuẩn cơm ngon. Dạ con tự nuôi bản thân và mỗi hàng tháng con có chu cấp về cho gia đình của con nữa, khoảng 15-20 triệu. Trời ơi ngon lành thôi, hết rồi tôi ngưỡng mộ nó quá. Ưu điểm hiền, rất là hay chiều bạn gái, và một cái ưu điểm nữa là do em sống có một mình nên nấu ăn rất là ngon. Mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, mời em trai ngồi. Rồi, nhà gái mình giới thiệu về bản thân đi nào con. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh. Con tên là Huỳnh Như. Năm nay con 21 tuổi, con quê con ở Bến Tre. Con sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại con đang kinh doanh tại công ty Sanvion Hàn Quốc. Con làm quần mấy Quỳnh Như? Dạ, con làm ở Bình Thạnh chú. Bình Thạnh, dạ. Rồi, mời nhà trai. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chào khán giả và chào Quỳnh Như. Chào em. Xin tự giới thiệu, em tên là Lê Thái Quý, năm nay 31 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại quận Bình Tân. Nghề nghiệp là kinh doanh tự do. Bây giờ đàn gái cho nhà trai biết một chút về ưu điểm khuyết điểm đi. Dạ, ưu điểm của con là con tự lập sớm, con hòa đồng, cởi mở, vui vẻ với mọi người, con biết nấu ăn, con biết kiếm tiền. Kiếm tiền là quan trọng đó con. Cô hỏi thiệt con nè, con dạ. Kiếm tiền bây giờ là cái thu nhập của con tự nuôi bản thân được chưa? Dạ con tự nuôi bản thân và con mỗi hàng tháng con có chu cấp về cho gia đình của con nữa. Trời giỏi, 21 tuổi giỏi. Sao con giỏi dữ vậy? Cô bây giờ cô chưa được nhận tiền chu cấp của con cô nữa nè. Một tháng gửi về cho ba mẹ được chút đỉnh nhiều nhiều không? Hừm hừm không? Dạ khoảng 15-20 triệu. Trời ơi ngon lành thôi. Chết rồi tôi ngưỡng mộ nó quá à Linh. Một con bé xinh xắn, giỏi giang, hiếu thảo như thế này. Ê, lý do gì mà con lại có mặt ở chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò nói cô nghe coi. Tại vì con muốn tìm một mối quan hệ nghiêm túc. Con thích những người chững chạc, tâm lý một chút xíu. Nhưng mà ở tuổi con thì khi ra ngoài con chỉ gặp được những bạn cỡ đồng trang lứa với con thôi. Nhưng mà những bạn đó thì suy nghĩ chưa có bằng con. Cho nên là con không có
thích được. Con có thích. Dạ. Và con tin tưởng chương trình sẽ tìm cho con được một cái người đúng như là con mong muốn, đúng không? Dạ. Bên đó nói giới thiệu một chút xíu về bản thân đi. Em thì có một số ưu điểm, cũng đi kèm là một số cái nhược điểm. Ưu điểm hiền, rất là chịu khó, lắng nghe, rất là hay chiều bạn gái. Và một cái ưu điểm nữa là do em sống có một mình nên nấu ăn rất là ngon. Và hôm nay tối qua em có làm một cái ổ bánh nướng. Em có thể nhờ anh Quyền Linh nhờ ăn hay nhờ mời bên kia? Dạ, có thể là anh Linh dùng thử ngồi bên kia. Nói dạ. Nghe là mời có bên đó mà không mời bên đây á là mệt mỏi đó nghe. Dạ có. Có cắt sẵn. Trời ơi, cái gì bình tĩnh đi. Nhà gái làm trước đi. Hôm nay tôi chạnh lắm á, bên nhà gái tôi bên đây là vô địch. Trời ơi, xinh quá vậy trời. Ông nịnh nọt tôi đi đặng mà tôi còn ấy ha. Ăn bánh đi nhà gái coi sao. Chị đưa cho Quỳnh Như nghe. Chị thay mặt em đây. Đúng rồi. Con thử đi con. Dạ con cảm ơn cô. Con cắn thử miếng coi. Rồi cô Hồng Vân thử miếng coi nào. Ngon lắm. Nghe cái hương vị là thấy ngon rồi. Tuyệt vời. Chưa thấy bánh nào nó ngon mà như bánh này. Ông ăn chưa? Chưa. Ông ăn một miếng đi đã rồi nói chuyện với tôi. Ông ăn đi. Ừ, ngon lắm, ăn thử đi. Quá thơm, quá béo, quá ngậy. Nói nghe nè, để bên đây đi. Phải để bên đây con ơi, chứ bên ông lấy hết á nghe. Cái này là ảnh tặng cho con, hiểu chưa? Dạ. Đau lòng. Phải nói là con dễ thương. Dạ, con cảm ơn chú. Con có coi phim Phạm Băng Băng không? Cái mặt con nó không phải là xuất sắc như thế. Dạ. Nhưng thật sự nó hơi giống mà rất là xinh luôn. Mấy mối tình này. Dạ con cũng có một vài mối tình. Hoài rồi đó hả? Dạ. Mối dài nhất là bao lâu con? Khoảng 2 năm. 2 năm? Dạ. Sao chia tay vậy? Tại vì khi mà quen nhau cảm thấy cái tôi của ai cũng lớn quá mà không có ai nhường nhịn ai hết cho nên là dừng lại, quyết định dừng lại. Phải cá tính mạnh quá. Thôi được rồi. Con chỉ có bên đây mới chiều con nổi thôi. Nè, dạ. Mình có mấy mối tình rồi? Dạ, 3 mối tình. 3 rồi hả? Bên dạ. Kia một dài, bên đây 3. Mối dài nhất là... một thập niên mà... 3 năm, thì... 3 năm hơn một chút, 3 năm. 3 năm hơn? Dạ. Sao chia tay? Dạ, vì hồi đó còn trẻ, còn trong hoàn cảnh gia đình về vấn đề tiền bạc không có được phù hợp với nhau. Nên cô ấy đi lấy chồng Đài Loan rồi. Trời ơi, thấy thương không? Thôi được rồi, bữa nay gặp nhà gái bên kia rất là dễ thương, xinh xắn nha. Con đặt vấn đề luôn, con mong muốn cái người bạn trai của con là sao nè? Con không có yêu cầu cao về ngoại hình, ưa nhìn một chút xíu là được. Cao khoảng 1m7 trở lên. Có. Không có hút thuốc, không có gia trưởng. Có, có luôn. Tâm lý và chiều chuộng con ơi. Rồi biết nấu ăn, biết làm bánh con có thích không? Dạ, dạ thích, con cũng biết thích nấu ăn. Phải thích, trời ơi, chồng mà biết nấu ăn ha. Biết chiều mình ha, mà nấu cho mình là số 1. Tìm không có dễ đâu, con hiểu chưa? Dạ. Rồi bên đây có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ thì em chỉ muốn người bạn gái của em. Cô ấy thì chính là cô ấy thôi, không cần phải giống ai hết. Tại vì nãy ông lòi ra người ta giống Phạm Băng Băng rồi. Giờ còn mong cái gì nữa? Ông Linh thiệt tình á. Tôi thấy đẹp quá tôi nói luôn. Hôm nay con đi với ai? Dạ con đi với lại chị, với lại đồng nghiệp của con. Con gửi lại lời chào với chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Thực sự mà nói á, thì những cái mà bạn Quỳnh Như có thì con nghĩ là bạn trai nào cũng sẽ thích. Nhưng mà đương nhiên là cũng sẽ có một số ưu điểm hoặc là một số khuyết điểm mà phải cần tìm hiểu với nhau lâu dài thì mới thấu hiểu được. Nhưng mà nhân đây á, em cũng muốn hỏi anh một xíu là anh cảm thấy á, anh là một người đàn ông thật sự thì như thế nào? Đàn ông thật sự theo quan điểm của mình là phải ngoài công việc xã hội ra còn phải biết phụ giúp vợ, phụ giúp gia đình. Ngoài ra thì mình cũng phải có một số cái gì gọi là tươi mới, lãng mạn để cho cuộc sống gia đình nó hạnh phúc hơn. Em cũng mong anh là người đàn ông thật sự mà Quỳnh Như muốn tìm kiếm. Em nghĩ là nếu mà hai người gặp nhau đi rồi sẽ có cái quyết định như thế nào về nhau về sau. Dạ, dạ em cảm ơn ạ. Bây giờ em trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với nhóm ế đoàn kết của em. Nhóm ế đoàn dạ. Kết trời ơi là những người độc thân chơi chung với nhau. Xin chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân, chào em gái. Chào tất cả các quý vị khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Này Nọ. Hôm nay đi với Quý thì có trong cái nhóm là Hành Trình Kết Nối. Một cái group này thì là trên 3.000 người. Thì tụi em đến đây là ủng hộ Quý. Thì hôm nay tới đây thì em thấy bạn gái này thì trên cả tuyệt vời. Nói chung là về tất cả những cái
công việc và tính cách cái thứ là về cái ấy là bạn gái này là rất dễ thương, và trong cái cuộc sống thì bạn cũng biết là chu toàn cho gia đình. Thì cũng qua đây thì anh cũng muốn hai em tạo cho nhau một cái cơ hội để mình tìm hiểu và tiến tới được cái hạnh phúc lâu dài. Anh xin hết rồi. Cảm ơn. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Đúng rồi. Mở rào. Anh có chuẩn bị một cái món quà tặng em. Dạ. Em cũng có món quà như vậy nè. Cảm ơn anh. Cái này là cái tai nghe. Anh nghĩ là em sẽ là một cô gái năng động và trẻ trung thì sẽ rất là thích âm nhạc. Anh hy vọng là lúc nào mà em nghe nhạc hoặc là cầm lấy nó em sẽ nhớ tới anh. Cảm ơn anh. Rồi Huy mở cái cũng như ra đi coi tặng gì nè. Yeah. Cái này là một hộp quà handmade em tự làm. Có cái gì vậy Như? Cái đó cái gì vậy Như? Dạ một cái hộp không thôi cô. Nếu như mà có đi sâu hơn thì cái đó nó sẽ lưu giữ kỷ niệm của tụi con. Anh chắc chắn sẽ bỏ nhiều đồ vô đây. Con ơi mấy cái đó là chỉ có bỏ hộp xoàn được. Đúng thôi rồi. Con cái hộp nó nhỏ lắm con. Rồi các bạn về chỗ đi. Cảm nhận về nhau đi các bạn. Em cảm nhận gì về anh? Em có cảm giác là anh cũng khá là hiền. Anh thì anh thấy quả thật anh Nguyễn Linh với chị Hồng Vân tuyệt vời. Quá đẹp trời đẹp gái luôn. Cảm ơn anh. Nhưng mà thật sự là anh rất là nhát gái. Thiệt. Anh có thể đứng trước nhân viên mấy chục người, mấy trăm người anh vẫn có thể anh nói được. Nhưng mà tự nhiên người đẹp tự nhiên thấy nó yếu lòng. Em ở Bình Thạnh hả? Dạ em ở Bình Thạnh. Không sao, anh ở Bình Tân nó cũng xa. Nhưng mà khoảng cách nó không là vấn đề đối với anh. Không, nó cũng bình thôi, không có xa đâu. Cũng như là tuổi tác anh cũng hy vọng là nó cũng không là vấn đề với anh. Quan trọng là mình hiểu được cái mục đích của hai đứa mình nó như thế nào. Dạ. Nó tiến tới đâu. Dạ. Anh rất hy vọng vào cái lần gặp mặt lần này. Quan điểm về tình yêu hôn nhân của mỗi bên như thế nào? Quan điểm của em thì em thích một người con gái 50% của công việc và 50% của gia đình. Rồi anh lại cũng muốn là em là chính em thôi. Anh khai thật luôn. Tại vì anh ở có một mình à. Dạ. Nên nhà cửa dọn dẹp nó hơi bề bộn. Cái đó có gì nếu em không ưng thì anh sửa sao. Em đừng giận anh cái vụ đó. Cái đó dạ. Tội nghiệp anh. Dạ. Em có thích động vật không? Dạ có. Em thích chó mèo. Chó hả? Dạ. Đúng rồi đó. Anh cũng vậy đó. Anh người yêu không có nhưng chó anh có 2 con. Người yêu không có nhưng chó anh có 2 con. Còn em thì sao? Dạ do em ở chung cư á cho nên là em không có nuôi được thú cưng. Nhưng mà ở dưới quê thì ba mẹ em có nuôi nhiều. Em có muốn hay là em có hy vọng anh như thế nào không? Để anh có gì anh sẽ cố gắng. Hy vọng thì em chỉ là hy vọng một người đàn ông tâm lý nè, hiểu ý bạn gái và chiều bạn gái thôi. Lại nếu như mà có vấn đề là có tiến xa hơn nữa thì em sẽ không phải là tiếp người phụ nữ hy sinh lùi về sau để mà làm nội trợ. Thì em không làm được việc đó. Tại vì sở thích của em là em rất là thích kinh doanh, em rất là thích kiếm tiền. Cho nên là em sẽ không làm một người phụ nữ của gia đình được. Nếu em không làm một người phụ nữ của gia đình được thì để 50 cái với gia đình đó thì để cho anh. Tại vì công việc của anh nó không có vô một cái khuôn khổ nào hết. Dạ. Anh có thể đi làm sáng, sớm, tối hay là tối hay là chiều tối anh có thể về. Em không có thời gian để em nấu nướng thì công việc đó thôi cứ để cho anh làm. Em cứ về, em cứ hoàn thành cái công việc của mình rồi em cứ về đó thì để anh phục vụ cho. Em dự định khoảng chừng nào thì em có thể lập gia đình? Lập gia đình thì em nghĩ là đến khi nào mà em có thể lo được cho con em ở môi trường tốt nhất thì rồi. Em sẽ lập gia đình. Chắc nói 9 năm nữa quá. Không sao, cái vấn đề đó thì đồng ý thôi. Tại vì em cũng còn trẻ mà. Dạ. Còn về cá nhân anh thì anh đầy đủ hết rồi. Anh có thể ngay bây giờ và thậm chí là 1 năm. Nhưng mà đừng có lâu quá. Anh không thích 2, 3, 4 năm gì. Nó dài, nó mất hết cái tuổi thanh xuân của em đi. Dạ. Tầm 1 năm là vừa. Dạ. Rồi quản lý kinh tế thế nào nữa nhỉ? Về kinh tế thì tất nhiên thì mình làm thì phải đưa cho vợ rồi. Tất nhiên là anh sẽ không có một cái quỹ đen. Nhưng mà anh hy vọng là anh được một cái quỹ hồng. Dạ. Em có hiểu quỹ hồng của anh không? Dạ hiểu. Ok, vậy tốt rồi.
Tao giải thích đi cho người ta hiểu, tôi còn không hiểu. Quỹ hồng là cái gì đó? À, quỹ đen có nghĩa là mình sẽ dùng những cái tiền đó để mình làm cái gì đó nó không có tốt đẹp, nó không có vui vẻ. Còn cái quỹ hồng này là tượng trưng cho cái sự là bình đẳng, mỗi người đều có một cái đồng tiền ra vô. Tuy là ở cái lương đó anh sẽ đưa cho em giữ, nhưng mà ngoài ra anh vẫn có số tiền đó để mà anh tiếp khách em đến tới luôn, thì nó không có phải xin em hay là không có phải cái gì hết. Để xoay sở đó, đúng rồi. Không? Dạ. Cái đó là quỹ hồng. Hai đứa đến với nhau nắm tay nhau để truyền cảm xúc cho nhau, mình vừa nói chuyện vừa truyền cảm xúc với nhau, rồi nhìn nhau có thể hát tặng nhau một bài nào đó. Mình cảm xúc thế nào với người đối diện, hồi xưa giờ chưa bao giờ gặp mặt. Em hát được nhưng mà em phải nhờ điện thoại được không anh? Được. Anh hát nha. Dạ. Người yêu ơi, yêu mình anh được không? Từ giờ và sau này gió lạnh, nơi đây mùa đông là ngày ta xung vầy, con tim hao gầy, tình yêu đông đầy, hãy để anh chứng minh cho em thấy. Người yêu ơi, yêu thì có gì sai, đâu có sai đâu, không là em thì ai? Để anh đưa em về, là tình yêu mãi mê, mà kệ người ta cười chê, bởi vì tình yêu là thế, làm người yêu anh nhé, baby. Rồi em nói một câu gì chân thành nhất nói với nhìn với Phạm Băng Băng Việt Nam đi. Anh chỉ biết mười mấy năm rồi ế quá trời đất, nay tự nhiên có một cô gái đẹp. Anh hy vọng là em sẽ bấm nút. Rồi, trở về ghế ngồi, còn bấm nút hay không là quyền của cô ấy. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Trời ơi, Huy nó mừng quá muốn xỉu luôn kìa. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Nắm tay đi nào. Cảm nhận thế nào? Dạ, dạ nóng trong người. Thấy trái tim mình nó sao? Dạ đang đập rất là mạnh. Bây giờ bạn trai làm một cái thủ tục hôn vào một bên má của bạn gái. Dạ. Em cho phép anh hôn lên đôi má em nha. Dạ. Này, em gái rất là bản lĩnh cá tính đó nha. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Chúc cho hai em sớm tìm hiểu và thông báo tin vui chúng tôi nha. Dạ. Đây. Chào cô. Nào, Như đi trước đi, Quỳnh Như đi trước đi. Tuy là con gái nhưng mà lại thích chơi những cái môn của con trai đó. Ưu điểm của em là chịu khó này, cẩn thà và nhiệt tình với bạn bè. Không nhiệt tình với bạn bè quá đôi khi bạn bè hay lợi dụng. Thấy người khác mà ví dụ như mà nói nặng hay bắt nạt gì đó, em hay đứng ra cãi hộ ấy. Đấy có thể bù trừ đấy. Còn bây giờ Quyền Linh và Hồng Vân xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Rồi, xin mời nhà gái. Rồi, bây giờ thì mời em trai giới thiệu về mình. Em xin gửi lời chào tới anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Và tất cả quý vị khán giả hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Cao Cường, quê ở Nam Định. Hiện tại thì em đang sống ở Dĩ An, Bình Dương. Công việc của em là tài xế. Em năm nay 31 tuổi. Cường 31 tuổi làm tài xế ở Dĩ An, Bình Dương. Mời nhà gái. Chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh ạ. Em tên là Lê Thanh Tâm ạ. Năm nay em 33 tuổi ạ. Em đến từ quê hương Bảy Đoan Hùng, Phú Thọ ạ. Rồi mình làm việc ở đâu? Em đang làm việc ở Thuận An, Bình Dương ạ. Em làm nhân viên văn phòng. Em làm ở Thuận An, em ở chỗ nào Thuận An em? Em ở khu V-Ship 1 đó anh. Vậy cũng gần anh ở ngay gần chỗ ngã tư 50 á. Dạ em biết ạ. Bên dưới vòng xoắn phố. Trời ơi, ở sát bên nhau. Mình giới thiệu chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi em trai. Ưu điểm của em là chịu khó này, thật thà và nhiệt tình với bạn bè. Không nhiệt tình với bạn bè quá đôi khi bạn bè hay lợi dụng. Sở trường em là thích nấu ăn cũng ngon. Tốt. Khuyết điểm thì em không hút thuốc, hơi nhút nhát chút. Rồi mày bên mình gái. Nói nè, ưu điểm của mình là gì, khuyết điểm mình là gì nè?
Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng và nhiệt tình ạ. Em cũng có tính tự lập ạ. Tuy là con gái nhưng mà lại thích chơi những cái môn của con trai á, như đá bóng, bóng chuyền hoặc cầu lông. Vậy đó hả? Thể thao tốt mà. Vâng. Em có nhược điểm gì không? Nhược điểm của em là không được, không nói được dịu dàng cho lắm. Dạ, tính cũng hơi lanh chanh á. Dạ. Anh thấy em cá tính mà. Thấy người khác mà ví dụ như bị mẹ nói nặng hay bắt nạt gì á, em hay đứng ra cãi hộ ấy. Cái đấy còn phải bầu trời đấy. Nên người ta hay gọi là lanh chanh. Dạ. Cá tính quá hả? Và nấu ăn thì cũng không được ngon lắm ạ, chỉ nấu được bữa cơm gia đình nhỏ nhỏ thôi ạ. Nấu ăn thì đã có anh chị rồi, từ từ sẽ học được. Cường có mấy mối tình rồi? Em thì có 2 mối tình, chia tay gần đây nhất khoảng hơn 3 năm rồi. Hơn 3 năm, tại sao chia tay Cường? Tại vì thời đấy là em đang chạy xe, em với lại công việc của em hay phải đi đường dài nhiều, ít có thời gian. Thứ hai là thời gian quen nhau thì cũng không được lâu. Bây giờ có thời gian để... Thì bây giờ hiện tại thì em đang làm đây thì thời gian rảnh nhiều. Em làm giờ hành chính không ạ? Em lấy xe gì? Em lái xe tải cẩu. Còn mình mấy mối tình rồi cưng? Em thì cũng có một vài mối tình nhưng mà chỉ lai dai thôi, được mấy tháng thôi, không được lâu ạ. Lai rai thôi, mối tình vài mối tình lai rai thôi nhá. Mối tình mà làm như nhậu, lai rai. Nhưng mà lý do tại sao lại, thời gian thì không thấy hợp tính á. Vậy thì bây giờ chị hỏi nè, em mong muốn cái người bạn trai của mình như thế nào thì mới hợp với tính của mình? Trước hết là phải cao trên 1m65 ạ. Cao tại em thấp nên em muốn cao để sau này lai tạo giống á. Trời ơi. Lai tạo giống. Yeah. Lai tạo giống nữa. Đâu, cái đó là mong muốn đúng mà, mong muốn đúng mà. Không đen quá như anh Quyền Linh là được ạ. Ôi Quyền Linh là đen lắm đấy em ạ. Không thế là được rồi ạ. Anh thế là được rồi. Đen lắm. Anh không hút thuốc được ạ. Không, em hút thuốc không? Anh thì hút thuốc thì anh bỏ mấy năm nay rồi. Em cao mét nhiêu vậy? Cao mét 7. Úi giời, cao mét 7 cơ, cao lắm. Đừng có mập quá. Ôi yên tâm, trời ơi, có hết luôn á. Có hỏi không? Thế em... Cái đề tài này nó tế nhị quá, nhưng mà yên tâm là bạn này không hỏi nha. Dạ, đại em hỏi thì cũng không sao ạ. Ừ, được, câu này được. Ôi, cảm ơn em nha. Hey, hãy coi em gái coi. Cảm ơn em. Hỏi cũng được đúng không? Vâng. Hỏi dễ thương mà. Tốt là con người tốt là được ạ. Đúng rồi. Dạ. Hỏi thì hỏi miễn con người tốt là được. Dạ. Quan điểm này anh khoái nè. Dạ. Nãy anh nghe em nói dù hỏi anh bực mình anh muốn qua rồi đó. Không ạ. Anh Linh cứ nghĩ là anh hỏi mà rõ ràng ở tuổi này mà cái tóc như vậy là nhiều, không có bị hỏi một tí nào cả. Như anh Linh như này là quá đẹp rồi. Quá đẹp. Dạ. Đấy. Dạ. Da thì da bánh mật. Quá đẹp. Dạ. Là ao ước của nhiều người. Vì anh xô đẹp. Đi hôm nay có 10 ngày. Ngoài nắng nó đen vậy thôi, chứ thường nó cũng không có đen, nó mất vậy ha. Con trai đen mà đen giòn đẹp ạ. Đen giòn đẹp ha. Dạ. Được, tốt. Cái gái này dễ thương quá nha. Quá dễ thương, quá duyên dáng. Như lai vậy là lai vài mối tình là được ha. Bạn này bên đây là tới 90% theo cái yêu cầu của bạn này. Đẹp trai nha. Dạ. Đẹp trai đấy. Vấn đề là bây giờ bên đây nè. Ừ. Bên đây người ta yêu cầu như thế nào nè. Bây giờ em yêu cầu nhà gái bên chị sao nè. Để chị trả lời luôn cho em biết nè. Em thì yêu cầu thì bạn nữ chịu khó lo làm là được rồi. Lo làm việc xã hội hay là lo làm việc nhà? Việc xã hội cũng như việc nhà, làm kinh tế mình không cần tiền nhiều tiền ít. Đã mình em có thể lo được. Hay quá. Miễn sao bạn ấy phải có việc làm. Có việc làm. Hay. Lễ phép là được rồi. Vậy thôi, yêu cầu của em thì đơn giản. Vậy thì dễ. Đơn giản thế thôi. Thế thôi, hỏi ý kiến gia đình. Đúng rồi. Ừ, để xem người thân có ý kiến sao. Đúng rồi đó Vân. Em đi với ai vậy? Dạ, em đi mấy chú. Chào anh Quyền Linh, chào chị. Dạ. Rồi, chào anh. Chào bên nhà gái. Tôi là Đinh Văn Phương, là chú ở trong Cường. Bố mẹ cháu thì ở ngoài quê, còn ở trong này thì cũng gần các chú. Thì chú họ thì cũng giống như chú ruột tôi. Có công việc gì thì cũng xung tụng để chia sẻ. Xa cha thì có chú ở gần mà. Cháu Cường nhà chú thì cũng ngoan, hiền và chịu khó, ít chơi bời, mà cũng có thể ít chơi bời quá thành ra là bây giờ mới chưa có gia đình. Bạn gái thì cũng đặt cái yêu cầu mà đang cháu đang mong muốn được. Được, chú thấy được. Chú thấy được là được rồi. Cảm ơn chú. Mong là cháu bấm nút. Này, rồi. Chú nhắn nhủ rồi đó, còn em đi với ai vậy? Em đi với anh trai và một số bạn bè ạ. Xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh, tôi là Lê Xuân Vương, là anh trai của bạn Tâm. Qua tiếp xúc và cách nói chuyện của bạn Nam ở bên này thì tôi thấy đánh giá là bạn là cũng là một người là tương đối chín chắn rồi, cũng chững chạc, lịch sự. Thì bạn cho mình hỏi là bạn đã làm tài xế được lâu chưa? Em làm được 8 năm kinh nghiệm trong nghề rồi. Bạn hiện tại đang ở cùng với một mình hay ở cùng với bạn hay cả hiện tại thì em đang ở một mình, em ở trọ.
đã tự lập, đã ở trọ một mình thì chắc cũng lo tốt được cho gia đình. Hy vọng là các bạn sẽ tạo cho nhau một cơ hội tốt hơn nữa để cái nợ nó đến với nhau. Có thể là tôi sẽ được làm anh của bạn. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn anh. Thôi, thế chúng ta mở rào nha anh rồi, Chu ơi. Rồi, mở rào. Rồi. Mở rào nào. Có bó hoa tặng em. Bó hoa này là không phải bó hoa tươi mà là hoa vĩnh cửu. Em có thể là lưu giữ làm kỷ niệm được mãi mãi. Em chúc bó hoa tặng anh ạ. Đây là cây phong thủy. Em hy vọng nó sẽ mang lại may mắn cho anh. Em nghĩ gì khi anh nghề nghiệp là tài xế? Nghề nào cũng là nghề mà anh cốt là công việc làm đồng hành chính đáng là không sao. Anh gặp em thì thấy thế nào ạ? Có đúng với tiêu chuẩn của anh không? 80-90% em thấy anh đen. Tài xế mà ra như này là đẹp rồi ạ. Anh làm thì có thời gian được nghỉ nhiều không anh? Thì hầu như là anh làm thế cũng giờ chính thôi. Còn một tháng có thể là một hai buổi là anh phải đi giao hàng buổi đêm. Tại vì đường thành phố nó cấm. Thứ bảy chủ nhật có được nghỉ không anh? Không, anh nghỉ chủ nhật thôi. Thứ bảy thì vẫn làm được. Em thì cũng nghỉ chủ nhật thôi ạ. Nếu mà sau này ví dụ như tiến xa thì về kinh tế thì ai quản anh? Cái đấy thì đương nhiên cái già thì anh cũng đang mong muốn có người để giữ hộ ngân khố. Khi một thân mình thì cũng hay tiêu pha lung tung rồi bạn bè này, cũng nhiệt tình quá thì mượn cho mượn hết. Chơi bạn thì hết lòng, bạn chơi mình hết hồn. Em có phải là người hay ghen không? Ghen thì có một chút ghen. Tại tính em hoạt động nên em hay thích chơi với nhiều bạn trai. Nói chuyện cái giọng tình cảm lên giùm thì tôi cái được không? Giống như là điều tra xét hỏi về cô gái. Anh có thể tặng em bài hát không? Dạ. Rồi đứng lên nắm tay bạn gái. Hát đi nào. Anh sẽ là dòng sông để em là biển rộng. Anh sẽ là gió lộng để em là mây bay. Anh sẽ là nắng mai để em là hoa đỏ. Anh sẽ là lối nhỏ để em bước vào đời. Em muốn xin hát vài câu trong bài Biển Tình ạ. Trăng nhô lên cao, trăng gác trên đầu núi. Mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới. Thế rồi ạ. Là đắm say tình mới thôi là đủ rồi đó. Dạ. Cái này là thay lời muốn nói đó nha em. Dạ, em nghĩ gì về anh? Em thấy anh cũng là người chân thật. Tình cảm của mình ấy thì em khi nào thì em có thể tiến tới hôn nhân? Em thì tùy vào tình cảm vậy thôi. Nhưng mà sau cho thì mình đến xa thì mình thấy lúc nào thì mình có thể lúc đấy. Anh thì có thể là 6 tháng hoặc là sang năm sau hoặc là 1 năm. Quan điểm thì con cái, con trai, con gái. Em thích, thích con trai, gái. Em thì con nào cũng được. Trời cho con nào thì mình hưởng con đó. Có con là tốt rồi. Đúng rồi. Anh thì thích mấy đứa? Anh thì 1 hay 2 rồi. Em thích 3. Nhà đông con mới vui mà anh. Thì cũng được thôi. Thì anh thì cháu rất nhiều lắm, đông lắm, cũng vui. Ừ. Nhà thì đông cháu lắm. Ừ. Em muốn sau này ở đâu? Em thì ở đâu cũng được, cốt ở đâu phát triển được là được ạ. Em làm dâu có... Làm dâu em có... Dạ em không sao, em thích làm dâu ạ. Vì tốt rồi, thích làm dâu. Em hỏi vậy thôi chứ còn nếu mà anh cũng thích ở trong này, phát triển cuộc sống trong này, sau này tương lai thì sẽ chắc chắn là sẽ ở trong này. Em thì lấy chồng đi đâu theo đấy ạ. Dạ. Rồi, chúng ta tiến hành bấm nút thôi. Hai bạn này nói chuyện với nhau cứ như họp chi bộ ấy. Rồi ạ. Đây, xếp vào đây. Đúng rồi, từ từ tìm hiểu sau. Nào. Đấy, anh bảo rồi. Anh có lệnh truyền rồi. Cứ bấm đã rồi tìm hiểu sau. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định xem bấm hay không bấm. Chưa đếm bấm rồi. 1, 2, 3. Đấy, bấm luôn rồi. Nào, nắm tay nhau đi. Đó. Em xin phép anh quen em gái của em, của anh. Em hứa sẽ chăm lo cho nếu mà tình cảm của mỗi ngày đi lên.
Anh hy vọng là các em sẽ cố gắng tiến xa tình cảm hơn nữa. Đấy, còn đây, đây nói chuyện với chú. Chào chú ạ. Dạ nếu mà sau này chú con có tiến xa hơn thì con hứa sẽ hiếu thảo với gia đình anh đấy ạ. Chăm sóc gia đình tốt ạ. Rồi, tốt. Rồi, bây giờ chúng ta làm cái thủ tục không thể nào mà không làm được, đó là hôn vào gò má của bạn ấy nào. Nào hai đồng chí. Xin phép anh toàn thể. Sau khi họp chúng tôi. Rồi, hôn chứ mà khổ gì. Hôn tao ôm tay đàng hoàng coi sao mày hôn mà khổ thế. Nó vẫn khổ. Đâu nào, ôm sát bên nhau để tay nó đẹp. Mấy nữa về tập luyện sau ạ. Ông hấu luyện hôn cho nó thoải mái nào. Làm lại coi đừng có khổ nào. Nào đây này, thẳng thớm lên nào. Tư lực tư thế cứ như cầm vô lăng ấy. Này, rồi. Đấy. Đây. Gì đâu mà hôn mà khổ quá trời luôn. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Rồi ôm đây. Rồi, đưa nhau đi học đi bộ nha. Cảm ơn cưng. Chương trình ạ. Đi bên này. Đi bên này cưng, có cái bậc tam cấp bên này. Rồi bạn gái đi trước này. Đáng yêu quá trời. Rồi đi luôn nè. Đây. Rồi như vậy là chúng ta đã có một ngày rất là tuyệt vời. Với hai cặp đôi họ đã đồng ý hẹn hò với nhau. Chúc cho hai cặp đôi sẽ sớm tìm hiểu nhau để chúng ta có thể về chung một nhà quý vị nhé. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He, viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã đồng hành với chương trình. Sản phẩm có mặt trên thị trường 10 năm qua, Mắc He cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn xem bạn muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ để xem bạn muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Không Vấn Ngô Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Lưng dài là cỡ nào mới dài? Dạ là nhìn vô mà thấy cái lưng dài hơn cái chân á. Sao mới là hói? Dạ là em có ý gì? Nói đi, thì ngại đâu. Dạ như lưng anh Quyền Linh vậy là chưa có hói. À được. Dạ. Thành mình sẽ giống dữ vậy trời. Trước khi em mua này em có nằm mơ có gì mà mua sao giống vậy trời. Chắc này linh tính á, cái giác quan thứ sáu mách bảo ha. Chắc là vậy đó. Trời, nó cưng hết sức, nhìn này nhớ nó, nhìn nó nhớ này. Dạ. Hoặc chúng ta có thể đón xem vào giờ quen thuộc 15:20 chủ nhật và 22:45 trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.